Bây giờ nhà mình đi ra mất hết rồi, hôm qua chị hỏi anh đúng không? Không, nhốt nó vào trong cái phòng của bông. Đó, anh nói nhốt đó. Và cái con đấy mà nó gặp khách lạ là nó nhảy loạn lên. Cho nên là bông nó yêu cầu là phải nhốt. Tối hôm qua còn hỏi điện là hai con mèo con thế nào rồi mà. Vậy là đêm hôm qua là chị cũng ngồi nói chuyện với mấy mèo chó ở nhà cậu là con mèo đấy là một vấn đề đấy. Cái chuyện mà em vừa kể về Phúc ấy này cũng không nên kể cho Phúc nữa. À. Vì cái chuyện riêng của nó mà nó đúng biết rồi, mình kể cũng không hay. Thì cũng nên kể, nhưng còn một cái chuyện riêng nữa của bọn nó bây giờ là chuyện hai con mèo. Tức là con Bông ấy nó chuẩn bị đi về đây là nó thuê nhà nó ở chứ nó không ở với thằng Phúc. À. Thế và nó sẽ lôi hai con mèo đi và thằng Phúc rất lo. Bởi vì là hai con mèo là đứa nào nó cưng hơn? Không, hai con mèo thì là con Bông nó chăm sóc nó quý hơn. Là một, với thứ hai nữa là hai cái con mèo đấy thì là nó ở với con Bông là 8-9 năm rồi. Đấy, và nó rất quý con Bông. Thế mà thằng Phúc thì bảo bây giờ đi thuê nhà là thuê một cái nhà chung cư cũng cao như thế. Chứ nếu mà thuê nhà mặt đất ấy là nó đi mất. Thế nên bây giờ lại phải đi thuê tìm một cái nhà chung cư tương tự ấy. Thế đang là cũng là đầu một câu cái chủ đề đang bàn tán hơi căng thẳng giữa hai đứa. Về cái hai con mèo. Cháu nó trưởng thành hết rồi, nó sẽ mình chỉ góp ý thôi. Vâng. Chứ mình sẽ không, nhưng mà thằng Phúc thì chuẩn bị xin được hai con mèo con khác rồi. sẽ thay thế. Bọn kia nó đồng ý cho hết. Là sẽ, nhưng mà con Phúc nó vẫn quý hai con mèo kia. Nó bảo để cho nó nuôi cho. Đúng rồi. Thì nó quen nhà. Vâng, nó quen. Chứ mà đem đi nhà lạ là nó mất mất đi chứ. Đấy thì đấy nó đang bảo nếu mà đi là nhà lạ mất mất là mai mốt là em Bông rồi thì vừa đi làm rồi mai mốt tới thời kỳ rồi sinh nở rồi này kia chăm sóc mèo đâu cực. Bây giờ Phúc ở đó thứ nhất là con mèo nó quen đấy, rồi thằng Phúc ấy chăm sóc tiện lợi hơn. Vâng, thì lâu lâu em Bông nhớ em Bông về chơi chứ gì đúng đâu rồi. Thuê nhà cái bữa hai con mèo đi là cả vấn đề ấy, chứ không phải. Thế còn mà bây giờ liệu thằng Vinh á, chồng của em Bông á, nó có thích mèo hay không nữa? Đấy, thì hình như bảo nó không thích ý. Nhiều lúc nó không thằng Phú, thích, nó, thằng Phúc nó tìm hiểu là nó thấy bên cưng con mèo. Anh không thấy nhà anh Vinh nhà mình á, cái con bé con của ảnh nó đi Hàn Quốc mà hai vợ chồng ở nhà phải giữ con mèo. Giữ hai con mèo sao mà chạy mất một con mà về nó điên mất luôn á. Phải giỡn đó. Trẻ bây giờ. Chờ nó cũng ấy lắm, nó cũng có cái tình cảm. Mấy cái con cá ấy cũng ghê lắm nhá. Nó mà giận là nó không ăn. Nó không thèm ăn luôn. Vậy hả? Vâng. Ủa đó bình thường thôi chứ em không nghe cái câu chuyện mà con cá cũng khôn lắm. Từng nuôi cá ai mà chơi xấu mình này kia là con cá nó chết nó đỡ đi cái bổn mạng như mình ông bà đó, nhớ không? Ừ. Không lao động thì đinh miên đó. Cá là nó nuôi anh nuôi nó quen đến mức độ mà nó giận nó hờn cho nó ăn nó không ăn á, nhưng mà đúng rồi. Thằng Phúc là suốt ngày để ý mà nó báo cáo lại là hôm nay nó giận con là nó không ăn. Nó cho nó cái kia bay qua trước mặt nó không thể mặc. Trong trong thấy thằng Phúc á, cái nét của nó cái tính của nó giống cậu Hồng. Và tình cảm chiều sâu. Sâu sắc cảm sâu sắc. Sợ mai mốt nó khổ tình cảm đấy nha. Biết cháu nó trong về vấn đề tình cảm nó dứt khoát không, nó bản lĩnh không. Nhìn nó nhìn cháu là sợ mai mốt nó cũng nó sống tình cảm nó khổ đấy. Vâng, đúng, tụi mày nói đúng đấy. Sao nhìn nó sống tình cảm nó khổ đấy. Đấy cho nên là đấy, đó thấy có vấn đề không phải là nó stop ngay đấy. Thính nó thế. Hiền ghê. Nó thì nó bảo là con Bông với thằng Vinh không phải đi thuê nhà. Đúng rồi. Mà ở luôn cái nhà đó để cho nó đỡ phải đi qua Eco Park, với Eco Park nó xa đây. Nó tận cách đây phải nửa tiếng thì nó qua bên đấy nó thuê. Nó ở luôn được ở Eco Park thì là nó đỡ phải đi lại lại. Nhưng cái con Bông này nó khó tính, nó bảo nó không, cái việc đấy là nó không ở cái nhà này. Nó anh Phúc phải ở, thế là anh Phúc là con trai thì anh Phúc phải ở. Cũng có thể cũng cái Bông là nói cái lý của nó. Vâng. Chứ còn nếu mà con Bông với thằng Vinh thì nó ở cái nhà này thì rộng rãi. Ở cái nhà này thì rộng rãi thì sướng vâng, bọn nó chứ. Vâng, đỡ phải nhưng đi mà thuê. Vấn đề mà chúng nó làm ngay trên đường đạo này. Đúng rồi, cái vấn đề là cháu nó nghĩ là vâng. Cháu là con gái.
đấy nó đấy, anh Phúc ở này có hương khói cái mẹ đâu vẫn là hay hơn đấy, nó đúng cái suy nghĩ như thế đây rồi. Nó đúng cái suy nghĩ dù gì nó cũng là con gái thôi, để nó tự lực được là nó tự lực à. Còn đôi khi là cái nó cũng có cái vấn đề là cái cháu Vinh ấy là nó cũng muốn có một cái đúng rồi, riêng nó cũng của nó thì nó là con trai, nhà là... kia họ cũng không muốn là ở nhà nhà mình đó, thì ý nó có thể sợ, thấy sợ kể cả ở đấy nó nhiều khi cái khi mình không biết được người ta muốn ở riêng thế thì có ok không, nhưng mà như theo như anh nghĩ á là để bọn ở riêng hay hơn. Đúng rồi, nó sợ phải trả theo như anh nghĩ á, tình cảm nó sẽ tốt hơn, tại vì để cho bọn nó quyết định đi, mà anh thấy nó cũng hợp lý, em Bông nhà mình quyết định như vậy là sáng hợp lý, rất sáng suốt luôn á. À, thế đấy thì nó có những cái chuyện ở trong nhà nó đang như thế một tí. Em Bông mà nó rất kiên quyết, nó bảo con thế riêng, thế bảo thế riêng thì con Bông bây giờ thì lương của nó cũng phải được khoảng 15-20 triệu gì đấy, thì nó tiền thuê nhà thì ok, Phúc thì hơn. Chồng nó làm bên gì á cậu? Chồng nó thì làm bên ngân hàng TB Bank, Tiền Phong Bank. Tiền Phong là Tiền Phong. Chúng nó đều ở cái chỗ quanh cái phố Trần Hưng Đạo này chị này. Thì rất gần với cái nhà mình đang ở. Thì nó tiện. Trong cái đó thằng Phúc lại đang phải đi qua tận bên Eco Park. Rất là xa. Nhưng mà nó đi bằng ô tô buýt của công ty mà. Xe của ôi cô bác ấy thì là nó cũng đi, nó giám sát luôn cái chất lượng xe. Anh qua đó chưa? Không không, nó không có Sài Gòn. Nó chưa có. Cô bác này nó chỉ có ở Bắc. Nhưng mà bây giờ Hà Nội nó đang bị một cái ô nhiễm, nó nhiều người sang bên đấy nhiều. Nó làm dưới đó nó thắng á. Tại vì lý do bây giờ thứ nhất là Hà Nội anh sang đấy anh đẹp, anh thấy đẹp lắm. Đất Hưng Yên không cậu? Vâng, nó đất Hưng Yên nhưng nó ngay cái chỗ Bát Tràng. Nó giáp với Hà Nội. Giáp Hà Nội gì? Vâng, đẹp lắm. Ngày xưa nó rẻ, nghe nói đất đó nó đắt lắm. Nó như thế là 120 Phúc nó chia số cây với số người đang đăng ký sống ở đấy là 129 cây một người. Còn Hà Nội này thì là nó tính bậy ra là một người thì 129 người mới được một cây đấy. Còn bên này cô bạn chúng nó là 129 cây to ấy thì mới được một, mới có cho một người. Còn bên này thì bên này nó không có số liệu đâu, nó bịa ra là 129 người được một cây, có khi còn khi không được. Đây nhìn này, này như thế này thì làm sao không? Nhà ba nó coi kìa, ta chưa tới 2 mét người ta cũng là một căn nhà. Ủa, chưa? Mười có mười mấy mét vuông, gia đình người ta vẫn không có rời bỏ cái ngôi nhà người ta được. Em thấy báo vì lý do sao người ta phân tích cũng đúng. Tại bây giờ người ta ở như gì thế, ta bán quen mạch, ở đâu quen đó. Chè đá thì ta bán thu được ngàn triệu thôi. Anh có biết không, cái nhà mà mình vừa vào, nhà 39 Nguyễn Huân nhà mình ấy, ngày xưa ban đêm về hai bố con có cái hố ở ngoài chỗ